Ok và hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Dạ và mình là Ai limau. và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là hướng dẫn các bạn làm một bức tường laser. Đó, ai chạm vào cái laser này sẽ bị chết. Nhưng mà mình thì vẫn đi qua bình thường. Dạ. Nhưng mà như kiểu con gà này này chẳng hạn. Đây. Đó. Dạ. Rồi, mình sẽ tạo thật là nhiều. Yeah. Theo tao, đúng rồi. Qua đây, qua đây. Và để làm được một cái như vậy, để bảo vệ nhà của các bạn đấy, thì các bạn sẽ cần phải có một ngôi nhà trước đã. Thì bây giờ mình sẽ xây nhà. Ok và mình xây mãi mới có được thế này thôi. Chưa thể thành nhà VIP được. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt một cái khối bất kỳ để đánh dấu vị trí. Và giờ các bạn sẽ biến toàn bộ mặt đất này thành sắt. Nếu mà các bạn nào lười đấy thì thôi, các bạn sẽ bỏ qua bước này và cố gắng xây bằng tay. Rồi. Đó. Giờ các bạn hãy tiến hành lắp đặt đèn. Đèn laser ấy. Ok, well done. Rồi một khung cảnh nhìn lác lòi cả mắt ra. Giờ chúng ta sẽ đụng đến cái command block hồi nãy. Đây, chỗ này. Các bạn phải để đánh dấu cái command block nhá, không là sấp mặt đấy. Hoặc là nếu mà các bạn muốn đơn giản hơn đấy, thì các bạn có thể là xây thành một cái hình như vậy. Đấy, sau đó đứng vào giữa và viết cái lệnh biến mọi cái thứ xung quanh đấy thành sắt. Để mưa. 2000 years later. Giờ chúng ta sẽ đến bước chính này. Các bạn hãy viết cho mình một cái lệnh. Thì cơ bản cái lệnh này cũng giống với lại cái bức tường vô hình thôi. Chỉ khác là nó sử dụng laser để hoạt động. Rồi và ở cái đoạn này đấy thì các bạn sẽ phải ghi tên của các bạn vào. Nếu không là nếu mà các bạn vào đấy thì sẽ bị chính cái laser của mình giết chết. Rất là nguy hiểm. Giờ các bạn hãy viết là Ender Dragon, đây là tên của mình. Yeah. Còn nếu mà các bạn muốn nữa đấy thì các bạn có thể ghi là name bằng tên của một thằng nào đó mà các bạn muốn. Nhưng mà thôi, giờ các bạn hãy ghi là R bằng 15.
Đó, repeat và away active. Rồi, giờ thì các bạn đã hoàn thành cái hàng rào bất khả xâm phạm này rồi. Đấy, từ cái vị trí trên cùng kia đến xuống dưới đây sẽ không có bất cứ thứ gì có thể xâm nhập được vào. Đó. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu test với lại 20 con zombie Pigman. Có thể sẽ hơi lag một tí, nhưng mà thôi kệ. Càng đông càng tốt, đúng rồi. Ờ, thế này chắc đủ rồi đấy. Có lẽ mình nên xây một cái map liên quan đến zombie. Rồi. Và bây giờ cái điều mình mong muốn nhất đấy là mình sẽ chạy kịp về nhà. Không là đúng là mình ăn đủ đấy. Oh, oh, holy shit. No. Rồi. Đấy, thoải mái đi cưng. Các chú không qua được đây đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ làm một lần nữa này. Oh my fucking god. Holy shit. Nó chết mình cũng chết luôn. Vâng, anh rất là liều mạng. Và nếu mà các bạn thấy thích cái video đấy, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất. Và cũng như là đội của mình, ok. Bye bye. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, mình là ai? Limau.